Thưa quý vị, trong thời gian qua, với những nỗ lực không ngừng nghỉ để khôi phục ngành du lịch, nhất là tập trung tổ chức nhiều sự kiện quy mô, đẳng cấp, thương hiệu du lịch Đà Nẵng đã được vinh danh với nhiều giải thưởng, danh hiệu quốc tế. Ý nghĩa hơn, mới đây, Đà Nẵng tiếp tục được vinh danh là điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á 2022. Đây là lần thứ hai Đà Nẵng nhận được danh hiệu giải thưởng danh giá này kể từ năm 2016. Ngay khi có chủ trương mở cửa lại từ giữa tháng 3 năm 2022, hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã khởi sắc mạnh mẽ với nhiều tín hiệu tích cực. Các chỉ tiêu du lịch tăng trưởng rõ nét, nhiều hoạt động sự kiện quy mô lớn mang tầm quốc tế đã diễn ra, thu hút nhiều đại biểu, du khách trong và ngoài nước như lễ hội khinh khí cầu Ironman 70.3 Việt Nam, diễn đàn phát triển đường bay châu Á Roots Asia 2022, lễ hội tận hưởng mùa hè Đà Nẵng, lễ hội du lịch Góp Đà Nẵng 2022. Lễ hội du lịch Góp do thành phố Đà Nẵng đứng ra đăng cai tổ chức đã được có một cái sự chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng và hết sức là bài bản. Chúng tôi đánh giá là trong thời gian vừa qua thì được sự quan tâm của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đà Nẵng cũng như là các cấp các ngành, đặc biệt là Sở Du lịch thành phố cũng đã vào cuộc hết sức rất là tích cực, đã phối hợp với các địa phương và đặc biệt là các doanh nghiệp để chuẩn bị hết sức là chu đáo để tổ chức một cái sự kiện có thể nói rằng là đây là một trong những sự kiện hết sức là hấp dẫn để mà phát động lại cái thị trường, đặc biệt là thị trường khách du lịch quốc tế mà sắp tới đây khi chúng ta bước vào cái thời kỳ cao điểm của cái du lịch quốc tế thì khách du lịch quốc tế sẽ đến với Đà Nẵng. Sự kiện này ấy, thì cho thấy rằng ấy, Đà Nẵng đã có một cái sự nghiên cứu và chuẩn bị khá là bài bản và dài hơi. Qua đó thì giúp cho thành phố Đà Nẵng có cái sự hồi phục nhanh hơn và hiệu quả hơn. Và từ đó thì không chỉ các cái khách hàng đi lại bằng đường hàng không của Việt Nam mà còn đối với các nước quanh khu vực và thế giới cũng có cái thông tin tích cực hơn về cái điểm đến du lịch an toàn của Đà Nẵng và Việt Nam. Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam. Tôi thật sự bất ngờ về một sự kiện kết nối quốc tế lớn được thành phố Đà Nẵng đăng cai tổ chức lần đầu, nhưng lại rất chuyên nghiệp. Với sự chuẩn bị chu đáo như thế này, tôi nghĩ Đà Nẵng có tiềm năng lớn trong việc kết nối, hợp tác phát triển với các đơn vị hàng không, du lịch trên thế giới. Để có thể tổ chức thành công những sự kiện này và trên hết để lại ấn tượng với những đại biểu, du khách tham gia, thành phố Đà Nẵng đã có sự đầu tư kỹ lưỡng với công tác chuẩn bị rất sớm và hết sức bài bản. Từ sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo thành phố cho đến sự phối hợp giữa các sở ban ngành và các đơn vị liên quan. Theo đó, danh hiệu điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á 2022 mà Đà Nẵng nhận được chính là động lực to lớn đối với ngành du lịch Đà Nẵng sau thời gian dài ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Đồng thời cũng đã khẳng định năng lực, tính sẵn sàng trong việc tổ chức các sự kiện quốc tế của chính quyền và doanh nghiệp Đà Nẵng đã được nâng tầm cao mới. Theo Hiệp hội Du lịch thành phố Đà Nẵng, danh hiệu điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á 2022 thực sự là giải thưởng ý nghĩa đúng với định hướng của Đà Nẵng là xây dựng thành phố điểm đến sự kiện và lễ hội. Theo đó, Đà Nẵng đã và đang tập trung thúc đẩy loại hình du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, tổ chức sự kiện may bằng cách phát triển chính sách may thu hút du khách. Chúng ta đã kiên trì cái định hướng này từ rất nhiều năm. Chúng ta đã hình thành được cái hệ sinh thái sản phẩm rất phù hợp, rất tốt cho cái du lịch MICE. Chúng ta đã có được hệ thống hạ tầng rất tốt. Chúng ta có được hệ thống dịch vụ rất phù hợp. Đặc biệt là các cái dịch vụ, cơ sở, phục vụ. Thì với cái sản thương này, chúng ta sẽ một lần nữa khẳng định cái vị thế Đà Nẵng trong cái thị trường đón khách MICE của cả nước cũng như khu vực. Với danh hiệu điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á 2022 không chỉ là cơ hội vàng để Đà Nẵng tiếp tục thúc đẩy quảng bá hình ảnh du lịch Đà Nẵng đến với các nước trong khu vực và trên thế giới, mà trên hết, để phát huy danh hiệu này hơn nữa, Đà Nẵng sẽ tiếp tục triển khai chính sách MICE để thu hút nhiều sự kiện, hội nghị đẳng cấp khu vực và quốc tế đến với thành phố bên bờ sông Hàn, xứng đáng với vị thế một thành phố du lịch đang sống và đang đến.